Dầu gội thảo dược nó không phải là thuốc nhuộm mà nó là dầu gội. Nó đơn giản tới mức độ là chỉ cần gội đầu là nó phủ bạc được 100% rồi. Tức là đang tóc bạc như vậy nó phủ 100%, không còn có tí bạc nào luôn. Một là bác thích màu đen là dành cho những người lớn tuổi đó, thì các bác mua cái hộp này. Đây, washing of black, tức là đen, đúng không ạ? Nhuộm đen, nhưng mà là dầu gội nha. Chứ còn chị em mà tầm tuổi như Hương đó, xem xem hoặc là ít tuổi hơn, mà chúng mình thích thay đổi những cái màu tóc rất là tự nhiên, kiểu nâu nâu như Hương cái này đó, nơi nâu nâu ánh vàng nhẹ nhẹ này, thì mình chuyển qua cái này. Cái này là washing of color, nó chuyển sang một cái tông màu rất tự nhiên nâu nâu như thế này rồi, chứ không có cần là phải có là bôi thuốc nhuộm mà sợ nó bị hỏng tóc, nó dính vào da đầu. Cái này 100% không kích ứng gì trên cái da đầu của mình, không bám vào cái da tay mình, bóp biếp các thứ mình gãi thoải mái luôn. Nó không dính vào da tay, nó không dính vào da đầu, và 100% là không kích ứng cho da đầu, bởi vì cái thành phần chính của nó là nhân sâm Nhật Bản. Đấy, đây đây em khoe luôn. Nhìn thấy gì đấy không ạ? Nhìn cái củ sâm đấy không ạ? Sâm thì các biết rồi đúng không ạ? Có những cái củ gọi là rẻ thì vài triệu, đắt vài trăm triệu, thậm chí có những củ sâm quý hiếm hàng tiền tỷ cũng không mua được. Ok chưa ạ? Công dụng của nó là nuôi dưỡng cho tóc mình, không những chỉ là phủ bạc mà còn nuôi tóc, bởi vì nó có sâm. Nó phủ bạc 100% trên mái tóc của mình ngay từ lần gội đầu tiên, chứ không phải là gội vài lần mới lên. Gội lần đầu tiên nó đã phủ bạc rồi, 100% đi sạch sẽ những cái tóc bạc, trả lại chúng mình một cái mái tóc nó rất là đen, nó rất là mềm, nó rất là suôn giống như tóc của Hương. Cách dùng là như thế này, chúng ta để tóc khô nhá, chứ không có là để ướt đâu. Chúng ta để tóc khô, sau đó chúng ta thoa cái dầu gội lên, được chưa ạ? Đó, chúng ta gãi gãi bóp bóp để tạo bọt, và mình đợi khoảng 15-20 phút rồi mình xả lại bằng nước sạch, mình sấy thế là xong. Nuôi dưỡng tận sâu vào chân tóc từ những cái thành phần là nhân sâm quý hiếm. Và ngoài nhân sâm ra thì nó còn có tinh dầu argan, nó còn có hà thủ ô rất là tốt cho tóc và kích thích mọc tóc nhanh nữa. Ngoài ra nó còn có linh chi, nó có collagen tươi nên tóc nó cứ bóng như thế này. Và đặc biệt là cái thành phần là tô mộc, ngũ bồn tử đều là những cái thành phần thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Đó, dầu gội phủ bạc nhân sâm số 1 của Nhật Bản. Dầu gội phủ bạc nhân sâm số 1 của Nhật Bản. Một là phủ bạc sang đen là black, còn hai là color là phủ bạc sang màu. Ok chưa? Không kích ứng vào da đầu, không bị bám vào da tay, và đặc biệt là gãi thoải mái, không kích ứng gì hết. Bởi vì cái này 100% nó là thiên nhiên, càng gãi nó càng thẩm thấu, càng tốt cho da đầu và càng kích thích mọc tóc hơn. Bởi vì nó có thành phần là nhân sâm, ngũ bồn tử, linh chi, hà thủ ô, collagen tươi, tinh dầu argan, nó quá tốt cho cái da đầu của mình. Nó tốt cho cả cái sức khỏe bên trong, chứ đừng có nói là cái da đầu của mình luôn. Thương hiệu tên là Shin He nha, dầu gội thảo dược nha. Được chưa ạ? Nhân sâm số 1 Nhật Bản. Bác nhìn nó dấu đỏ đây không? Đấy, các bác nhìn tem chống hàng giả, các bác check mã vạch thoải mái luôn, bởi vì đây nó hàng xịn sò, hàng công ty 100% nhá. Mình dùng mình cứ phải dùng hàng xịn, chứ đừng có dùng cái hàng vớ vẩn. Hàng xịn đó, chất lượng là quốc tế Nhật Bản luôn, thế nhưng mà giá tiền thì rất Việt Nam. Yên tâm mua về sử dụng.